Rồi chào anh em nhé. Hôm nay lên cho anh em một con xe hai cầu bốn bánh có bê trợ lực lái về cho anh em chọn ha. Đây, con này là Kubota hai cầu bốn bánh trợ lực lái. Trợ lực lái nha anh em, có bên. Số là 3 tiếng một lùi, có nhanh chậm. Đó, thành 6 tiếng hai lùi. Bên đây. Con này không có máy nha. Thì phần máy lắc này em sẽ nói sau. Con này là bể mình, bể mình lắc léo nha anh em nha. Đây, bể mình hai cầu bên đây, đi bên này anh em, khô ha, khô láo sạch sẽ, bóng không có bị xì xước. Số cầu là bao nha anh chị, không bị bể, không xì, không không bể, không hư ha. Đấy, số là vô cốc cốc chạy ok hết. Đây, xe này là hồi đợt về là bên em đã nổ chạy hết rồi nha anh em nha, nhưng mà để đâu mấy bữa cái cục máy nó bị chết lửa rồi xách dục ra luôn, nên là để tới bây giờ luôn, lâu lắm rồi không có thèm dọn tới luôn, nên là không có dọn nữa nha anh em, giờ bán luôn. Chứ còn số má là bao cho anh em là chạy ngon lành hết nha, tại vì em biết nó nên là em mới dám bao cho anh chị nha, chứ còn bán tự dọn cũng không cần bao đâu. Đó này, nhanh chậm nè, số nè, số bỏ rất là ngon luôn, rất đã luôn. Rồi sườn thì không có bị mục lũng đâu nha anh em nha, sườn không bị mục lũng. Thùng này thì hai bẩn không còn, bẩn sau mất nha. Đó, thùng này em đã đóng lại rồi nha anh em nha. Đó, lập sàn rồi, đã dọn rồi, nổ chạy rồi, nhưng mà không tới nó bị trục chặt cái đầu nổ dục xuống, là để thời gian lâu là nó như vậy rồi quất luôn, rồi giờ bán cho anh em dọn luôn. Đó, bốn cái vỏ thì còn ha anh em ha. Đó, bốn cái vỏ thì còn, vỏ thì hơi mòn, về chạy thời gian mua vỏ 512 bỏ vô thôi. Đó, tình trạng này xe thì như trong hình ha, chung là giá rất là rẻ anh em. Một cái bộ cầu số trợ lực lái T-Ben rồi nay không, mà giá cũng đã mười mấy triệu rồi. Đó, giá cũng đã mười mấy triệu nha anh em. Còn này là thêm gì bánh này, thêm sườn này. Đó, thêm quá trời luôn, thành một con xe luôn, giá cũng rất là rẻ luôn, giá hữu nghị cho anh em luôn, 19 triệu ha, cho một cái con xe hai cầu bốn bánh trợ lực lái có bên nguyên con về luôn, giá 19 triệu rất là rẻ luôn. Anh em nào đang quan tâm, đang cần thì nên mua ha. Những xe này về độ chơi rất là đỡ công luôn, tại vì nó có sườn thùng sẵn rồi, một cái giá rất là hữu nghị cho anh em cuối năm ha, 19 triệu, giá bán tại cửa hàng không bao gồm phí vận chuyển nha. Đó, còn em nào muốn lấy đầu nổ thì đây, đầu nổ máy xăng 8 ngựa. Đó, đầu nổ máy xăng 8 ngựa ha. Đầu này gắn lên là y chang luôn, đầu này là cõi rinh y chang cái con xe này nè, nhưng mà em tháo trong một con xe khác nha. Đầu này nè, đó, tháo trong một con xe khác nhưng mà nó là loại xe này luôn, nên là cái đầu nó gắn lên là y chang luôn. Bu ly rồi đây đủ nè ha. Đây, hai bu ly chạy nè, bu ly ben nè. Đó, máy rất là đẹp, Kubota nha, có đề. Đó, 8 ngựa có đề. Đó, anh em nào lấy cục máy thì tính thêm nha anh em nha. Còn hiện trạng này xe như vậy, anh em nào quan tâm alo. Mười chín triệu nha anh em nha. Rồi ok, anh em nào quan tâm alo cho bên em, số điện thoại 0835 585879, 0398 688745, mở thị trấn Thành Mỹ, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng. Rồi, mến chào, hẹn gặp lại anh chị những video tiếp theo.